Ok, hello anh em. Giới thiệu mọi người, đây chính là chiếc chòi phiên bản làm cạnh lóng củi. Anh em thử đoán xem vị trí thì mình sẽ bỏ cái con gì vào. Một cái chỗ khá là thoáng mát, rộng rãi. Bên này thì nó có thể ngắm cảnh này. Đó, ngắm cảnh. Bên này thì nó có thể quan sát được những cái hoạt động mà mình diễn ra trong ngày. Rồi, tuyệt vời chưa? Bên này lóng củi, thỉnh thoảng có con chuột nào chạy ra thì cái con này tóm luôn. Nói thế thì chắc là anh em đoán ra cái chỗ này là mình sẽ làm gì rồi. Chỗ này là mình sẽ bỏ cái con đại bàng của mình vào nhé. Đây này, cái con đại bàng của mình bỏ cái vị trí thì nó không được hợp lý mấy. Thứ nhất là nó ỉa ra sân rất là bẩn. Thứ hai là khi mà mình cho xe ra xe vào ấy, con này nó hoảng thì nó có hay bay tung lên, xong rồi dẫn đến cái việc mà đứt xích. Đó, nên là mình sẽ chuyển nó ra cái vị trí này anh em ơi. Làm nhà cho nó luôn. Một chiếc lán. Nhớ ra phải làm sạp lên cho nó bằng tầm này, xong rồi mình bỏ chim săn vào thì nó sẽ ok hơn đấy anh em ạ. Nếu mà làm được thế nè. Nhưng mà bỏ cả cái cầu nó vào cũng được. Nói chung là vẫn ok. Đây thì mình mang nó ra luôn. Yes, yes, yes. Này bàng núi. Không chơi thôi mà đã chơi là chơi đến cùng. Ào ào ào. Rồi, đó. Ok chưa? Bên này kê một tí nữa nhỉ? Nó chưa được bằng. Đấy. Hợp lý. Khi mà thời tiết nó chuyển lạnh ý, là mình sẽ mang cái lưới len mình mang ra quấn. Quấn lại để cho nó được ấm, giữ ấm ý. Còn như kiểu thời tiết như kiểu bây giờ nó nắng ấm thì mình sẽ, lúc mà muốn cho nó tắm nắng là mình sẽ xách trên, có nghĩa là truyền ra, bỏ bên cầu, mình có hai cái cầu mà. Đó, hợp lý chưa? Rồi, ok. Thế này thì con chim cảnh nó mới lớ hoảng. Nhiều bạn hỏi mình là nuôi nhiều chim cảnh thế, xong rồi nuôi cả cái con chim săn thì mấy con chim cảnh nó không sợ à? Thật ra nó còn thấy nhau nó còn vui ấy, nhưng mà nó không sợ đâu. Nuôi nhau, nuôi cho nó ở cạnh với nhau, nó thấy nhau dần nó quen, nó không thấy sợ nữa. Như kiểu mấy con trà mào ở nhà mình cũng thế mà. Như kiểu trường hợp anh em mang trà mào mồi đi bẫy, nếu mà thấy con chim săn là nó hoảng lắm. Còn đâu chơi kiểu chim ở nhà mình là không bao giờ nó hoảng đâu, vì nó thấy con này rồi. Rồi, ok rồi anh em nhé. Hút mật đạt bụng trắng. Con này ra hôm nay là biết hút cám sệt tốt rồi. Hôm qua là mình mang về là không chịu hút cám sệt luôn anh em ơi. Mình phải lấy cái que này. Lấy cái que này mình thò vào trong cái cóng ấy, cái cóng cám sệt của nó ấy, xong rồi mới kiểu như là mang ra gần cái mỏ của nó để cho nó hút thì nó mới chịu hút. Đây, làm kiểu này. Thò cái cóng cám sệt xong rồi cho đến cái mỏ của nó. Đấy, để cho nó hút kiểu này. Hôm qua là như thế, nhưng mà ra hôm nay là ok rồi, biết hút cắm sệt rồi. Hôm nay thì mình sẽ cho nó hút cắm sệt. Xong rồi ngày mai là mình sẽ chuyển ra cho nó hút cắm bột 2 hôm. Xong rồi hết 2 hôm kia là chuyển ra cho nó ăn cám viên, gấp cám viên. Xem là có thành công không, bởi vì ở dưới mình nó lạnh ý.
ở trên cái vùng mà hôm qua mình bấy được cái con này thì ở trên đấy thì ban đêm là nó không lạnh như kiểu ở dưới đâu, ở trên cao thì nó sẽ ấm hơn hay sao ấy anh ạ, còn xuống dưới thấp thì nó sẽ lạnh hơn. Ban đêm là mình vẫn cho nó ngủ ở trong nhà, xong rồi bật bóng sưởi cùng với con chim bảy màu ấy này. Ngầu lắm con này, cứ đứng đù đù một chỗ thôi, ít khi nhảy nhót. Còn con đôi trẻ của mình thì mang ra tắm nắng. Chính ra cái dòng chim hôn mật bảy màu kia nó không ưa nắng mấy đâu anh ơi. Thế kiểu mình mang ra tắm nắng, treo mấy cái chỗ nắng nắng kiểu này, nó đứng đậu được một lúc xong rồi nó cứ nhảy để mà ra chỗ dâm. Còn như kiểu cái nuôi con đôi trẻ thì thôi rồi, về cái lộ thích nắng của nó này, đỉnh của chó luôn. Đôi trẻ bảy màu, cha màu này. Hiện tại đang giữa trưa, mình mang mấy con trà màu của mình ra cho nó tắm nắng. Xong bây giờ là cho a lông một kiểu này, cho a lông xuống. Úi xời, cô gái này sao đây, không đi canh tổ à? Còn ra bên này là hút mật. Nói chung là cũng chỉ là mấy con chim cũ thôi anh em ạ, chòe than, chòe lửa. Xong rồi mấy con chim nhỏ nhỏ bên này. Bây giờ chắc là mình sẽ di chuyển lên thăm cái bẫy chồn mà hôm trước mình gài anh nhé. Cũng có nhiều anh em comment bảo mình là lên thăm cái bẫy cái đi. Thì bây giờ mình sẽ lên trên hủm, di chuyển vào trong cái chỗ mà mình gái để xem là có dính hàng không anh em ơi. Cũng được 3-4 hôm rồi gài rồi. Hôm trước lên thăm thì không được cái gì. Bây giờ cách 2 hôm nữa mình sẽ lên thăm thử. Ok. Đây, mình đã di chuyển đến gần đến gốc cây móc rồi nhé. Cái chỗ này có một hình như là người ta lên gài lưới vào sao ấy anh ạ này. Hôm trước lên thì chưa thấy đâu, vì hôm trước lên là mình ra theo hướng bên sườn, còn hôm nay là mình lên theo hủng luôn. Đây, cây móc ở trên này. Đây, cái gốc của nó đây. Ui, tên gà rừng này anh em ạ. Đây này, gà rừng nó mới ra này. Không thấy dấu hiệu về ăn gì anh em ơi. Toàn là mấy cái vỏ cũ mà trước, hôm trước mình lên gài thôi. Đây này, cây toàn là vỏ cũ này. Hình như là xịt rồi, thấy im re luôn. Mệt thôi rồi. Này, trèo lên là gần hơn cho anh em xem này. Mình để ý từ chỗ này lên thì ba cái bên này thì không có hiện tượng gì. Đây một cái, ở bên này một cái. Ở đâu nhỉ? Ở đây này, lên một cái này. Còn bên kia một cái. Ở bên kia thì thấy nó đổ ra bên này, không biết có phải là nó đi qua không. Còn cái bên này là nghi là nó về mắc này anh ạ. Đây này, cái này là cái phanh xe của mình nó kéo vào một nửa rồi, cái vòng thòng ấy. Đây này, cái thòng của mình nó kéo vào một nửa luôn anh em ơi. Đó, trước là trước cái này mình ra chỗ này này. Đây, đầu tiên là nó như thế này khi mà mình gái, còn đây là bây giờ nó như thế này lên, nó mắc như kiểu này luôn anh em ạ. Nhưng mà xung quanh thì không có cái hiện tượng gọi là vết cào, vết ấy gì cả.
khẳng định chắc chắn là nó đi qua rồi. Còn mấy cái bên này thì không có hiện tượng gì. Đây, như kiểu cái này này. Cái này không có hiện tượng gì, cái cành mà nó thích nhất đây này. Đây, cái này thì không có hiện tượng gì. Vẫn như cũ. Mà trường hợp nếu mà nó có kéo lên mà không mắc ấy thì mình nghĩ là nó cũng không như thế này, mà nó sẽ quay về chỗ cũ luôn. Vì cái này nó đàn hồi át lắm. Xịt. Trèo lên trèo xuống, kiểu này nó hay có mùi. Mà nó ngửi thấy mùi là nó không lên nữa, nó bỏ luôn. Cái này thì nó lổ cái đường này. Còn cái bên dưới thì giữ nguyên hiện trường, không có hiện tượng gì. Bốn cái. Mình phát hiện ra ở dưới này có cái vết chân nữa này anh em ạ. Đây. To hơn hai ngón tay luôn. Khủng chưa? Dấu chân nó. Cái này mà gài cạp vào thì đấy như này anh em ạ. Khủng chưa? Con này chắc nó to lắm anh em ạ. Bự thôi rồi. Kinh khủng luôn. Những cái vết mà nó ra kiếm ăn ở mấy cái suối này, cái khe này thì chắc là nó ra uống nước. Ra uống nước hoặc là ra gì đấy mình cũng không biết nữa anh em ạ. Có thể uống nước bởi vì ở những cái chỗ này nó có mó nước mà. Chim thì tính ra không có nhiều đâu. Khu vực này chắc là cũng có nhiều bác lên gài bẫy rồi. Thấy cái lưới kia thì chắc là biết là người ta lên gài bẫy như thế nào rồi anh em ạ. Chưa có cái quả gì này. Lúc mình lên thấy cứ lọ lọ. Quả này không biết là chim có ăn không đây nhưng mà mềm. Hoa gì này, hoa giềng. Úi ô chim. Tới cái mùa chim sinh sản, nếu mà di chuyển lên trên này tìm tổ chim cũng có khả năng là sẽ gặp nhiều hàng đấy anh ạ. Nhưng mà nó xa. Nếu mà tính khoảng cách từ cái chỗ hủm này về tới bản thì chắc nó phải hơn 2 cây số. Xa phết đấy. Còn như kiểu mấy cái dấu vết ở mấy cái khe thì không phải là con chó con mèo đâu, bởi vì nó xa. Với lại là mùa này không có ai lên trên này đâu. Măng thì cũng hết rồi, nấm thì cũng không có. Trừ phi những cái bác nào mà kiểu giống trường hợp như mình chẳng hạn, hay lên gài bẫy, đặt bẫy hoặc là đi hái thuốc, tìm cái thuốc ấy. May ra thì còn lên. Nhưng mà mang theo chó mèo làm sao được. Này. Có hàng. Ô hay là lấy nhở. Nó mọc cẩu này đẹp cực kỳ này. Mình không đấy nữa. Nhưng mà nó cứ thấy như vậy. Đây này. Cái này chùm to cực kỳ này. Một cái tụm rất là to. Ôi. Không mang theo túi. Cái này con kiến nó chiếm đoạt rồi. Từ từ để mình bỏ đây trước.
Nếu mà thấy nữa thì mình sẽ mang về, còn nếu mà không thấy thì mình sẽ không mang về. Ui, sao cái này nó to thế anh em? Ở đây, khủng chưa? Ui, xôi. Cái gì đây? Có nghĩa là không có ai lên tìm nó còn tàn xuống hết này anh em ạ. Phí chưa? Phí của trời chưa? Xem nào. Lấy cái nấm này về nấu canh bon ăn đi anh em ạ. Chắc là cũng không có cái gì để mà đấy đâu. Tí cho vào cái lá rong quấn đấy. Này, củ to thế này cơ mà. Khiếp thật. Này, cái củ ấy coi như là nó bị thối hết rồi này. Chỉ có cái hoa của nó thôi. Này chắc phải tầm 5 đạng rồi. Ui. Đây, di chuyển xuống dưới này rồi này. Xuống dưới này thì có cả mấy cái giếng nước. Giếng nước chắc cũng phải xây cách đây 10 năm rồi. Để mà dẫn nước về bản ý. Nghe tiếng sò sò ở dưới này. Như kiểu mấy cái hùm, mấy cái khe suối kiểu này thì nó lại không có cái con, gọi là con rùa cá sấu ấy, hay là người ta lên nhiều, người ta bắt hết rồi cũng không biết nữa. Cách đây à cũng khá là lâu rồi mình có bắt được một con. Ui nước cạn rồi. Tiếng nước lầy tống. Đây một cái này. Khéo khi mấy cái này để lại từ cái thời chiến tranh ấy chứ. Đây này. Đây một cái này. Nhưng mà không còn sử dụng nữa. Lấy cái nữa này anh em ạ. Cái này thì vẫn còn dùng cái này. Chuột thì thấy cái dấu vết, gọi cái lối của nó thì nhiều thôi rồi. Không biết là lối của cái con chuồn bạc má hay là lối của con chuột nữa.
mấy cái chỗ mà có cái lỗ cua, hang cua này cũng thấy nó bới ra ác như ạ. Giống cái kiểu con lợn nó ủi lất ấy. Không biết có phải là cái chồn, con chồn đấy không. Đây một cái giếng nữa. Quá nhiều. Suýt nữa là quên. Đây mình cho anh em xem mấy con này. Đấy. Nhiều chưa? Ở bên trong là có 10 con cá quả. Tối qua là mình có làm một chuyến đi soi. Thì soi được rất là nhiều cá quả này anh em ơi. 11 con. Đây. Già trẻ lớn bé đều có hết luôn anh em ạ. Với cái coi là mình sẽ mang về để mà thả vào trong cái bể mình làm ở bên kia anh nhé. Cái bể thì mình làm thì nó cũng không được ok mấy. Với lại hôm trước thả vào một con thì chết luôn cơ. Không biết là bây giờ có thả vào thì có bị làm sao không nữa anh em ạ. Còn đây, ở bên ngoài thì cũng khá là muộn rồi anh em ạ. Về nhà thì mình có dình cái con này. Đây này, cái con sáo màu này của mình ở đây. Thỉnh thoảng thì ra cái AV bên kia thì cứ nghe tiếng trẻ con kêu nhiọc, nhiọc. Ấy, anh em nghe chưa? Anh nghe chưa? Nó vừa nói chưa? Vừa đấy nó nói luôn đấy các bạn. Nói nhọc, nhọc. Không biết là nó nói cái gì mà nhọc. Khó phát âm thành lời lắm, nói chung là chắc là nó bắt kiểu như là học được cái giọng nào từ mấy đứa trẻ con ở hay ra chơi ở sân này mà. Cái con này nó bắt giọng ác lắm. Nên là mình mới tách nó ra. Biết đâu mình để cạnh, để cạnh người thì nó sẽ bắt giọng theo nữa anh em ơi, thì sẽ hợp lý hơn. Sau là mình sau này mình để trong AV. Nào nói đi. Thế mấy anh em bảo là cho ăn ớt. Cho ăn ớt xong rồi chất tanh. Ô, nó không nói ấy nhỉ. Giọng buồn cười lắm, nó nói. Đỉnh của chóp luôn. Này thì mình đổ nước vào xong rồi thả mấy con cá quả mình vào trong này nhé. Rồi, ok, tạm thời là cứ cho nước nó bằng từ này trước đi. Chơi cả bóng đèn luôn anh em ạ. Khá là muộn rồi. Con này. Hai con. Ui, 3, 4 5 6. Mùa này thời tiết nó lạnh nên soi cá trên hùm ở trên suối là nó không chạy đâu.
bẫy. Ui. 8. 9. 10. Con cuối cùng. Đây này. Cá lóc vây xanh. Đó, ui trời ơi. Thành à, thủ lô của nó ở đây luôn đấy các bạn ạ. Cái này mà thả vào trong cái vỉ cá cảnh của mình khéo khi trong một đêm. Không tới một đêm đâu, một tiếng. Nó chém hết cá cảnh luôn. Đó. Quá ok luôn. Sáo thì ở đây nhá. Hôm nay là ngủ xa nhà. Chét kẹt, chét kẹt. Tí nó phải băng cái bao lót ở dưới không là nó ỉa vào sàn là cực kỳ bẩn luôn. Tối om sòm rồi anh em ạ. Thì chắc là video của nhà cũng phép dừng lại đây anh nhé. Hôm nay làm cái này này. Tưởng lâu đơn giản tranh thủ buổi sáng làm xong, nhưng mà ai mà ngờ hết cả một buổi sáng luôn. Đến chiều thì đi thăm bẫy, về thì cũng khá là muộn rồi. Thì video của mình xin phép dừng lại đây thôi. Nếu các bạn thấy video này hay thì cho mình xin một like, một đăng ký kênh. Cảm ơn bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại người video theo. Bye bye.